Vụ 4 tàu cá bất ngờ bốc cháy ở Đình Chữ, nguyên nhân do chập điện. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân 4 tàu cá đang hoạt động ở cảng Đình Chữ là do chập điện. Ngày 28, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết nguyên nhân ban đầu vụ 4 tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở cảng Ninh Chữ bất ngờ bốc cháy là do chập điện. Nguồn lửa phát khởi từ tàu cá mang số hiệu LT02146 tiến sĩ do Nguyễn Thanh Hùng ở xã Tri Hải làm chủ. Và theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận, trên hai tàu cá LT90726, mỗi chiếc vẫn còn hơn 100 lít dầu trên đường rút ra, có khả năng tiếp tục cháy, có nguy cơ chìm tàu và gây tràn dầu ở khu vực cảng Ninh Chữ. Và như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 10 trưa ngày 30 tháng 7, thì 4 tàu cá cùng neo đậu tại cảng Ninh Chữ thì một trong 4 chiếc bất ngờ phát cháy. Không lâu sau đó, ngọn lửa lan sang 3 chiếc còn lại. Hậu quả, 3 chiếc tàu bị cháy nặng, một tàu bị xém nhẹ, ước tính thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. On the August 2, the Common Port and Natural Disaster Prevention, Assert and the Research Border War, Provinces the Intital Count of the Incident. In the week for the Phoenix Port and the Fisherman, Atropos Sudden Line, Calfire would deal to under electrical source curriculum. The fire start from the fishing, according to provincial border, was the command. On the two fishing ports,